Việc sáng chế ra những mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trong quân đội giờ đây là không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, đối với một chiến sĩ chỉ mới học hết lớp 9 mà có thể sáng chế ra những mô hình huấn luyện có trình độ kỹ thuật cao thì thật là đáng nể. Người mà chúng tôi muốn nói tới là anh Đỗ Duy Khánh, 23 tuổi, chiến sĩ dân quân tự vệ thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Căn. Khởi đầu cho niềm đam mê sáng chế của mình là cuối năm 2015, anh Đỗ Duy Khánh nghiên cứu làm ra khẩu súng cối và khẩu B-41 bắn bằng hơi được áp dụng cho công tác huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Căn. Hai khẩu súng này khi mang tham gia cuộc thi sáng kiến mô hình học cụ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức đã được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Tiếp tục với niềm đam mê sáng chế của mình, đầu năm nay, anh Đỗ Duy Khánh bắt đầu nghiên cứu và sáng chế thành công mô hình bay dựa theo mẫu máy bay chiến đấu Su-27 mà Không quân Việt Nam đang sử dụng với kinh phí khoảng 6 triệu đồng do anh tự bỏ tiền ra thực hiện. Đặc biệt, các bộ phận trên máy bay từ thân cho tới động cơ do anh mua từ những vật liệu thô về để nghiên cứu, sáng chế. Nguyên lý hoạt động của nó là khi ta gạt càng ga lên khoảng 5%, cánh nó quay, cánh motor sẽ quay, kéo theo motor, kéo theo cánh xe nó đẩy thân máy bay. Bay khoảng tầm 15 đến 20 mét, máy bay từ từ sẽ nâng lên. Còn có nguyên lý hoạt động đó là khi ta gạt, ta điều khiển bên tay tay phải qua bên phải là cánh phải nó nghiêng bên phải, nó sẽ nâng lên, là sẽ nghiêng bên phải. Khi gạt bên trái, nó nghiêng bên trái, nó sẽ đảo bên trái. Khả năng đặc biệt của thiết bị bay mô hình Su-27 này là ngoài việc bay lượn trên bầu trời với tốc độ tối đa 150 km/h, nó có thể thực hiện nhiều thao tác phức tạp khác như nhào lộn, bắn tên lửa và thả dù, rất phù hợp để huấn luyện phòng không. Tháng 3 năm nay, anh Đỗ Duy Khánh mang mô hình Su-27 dự cuộc thi mô hình sáng kiến học cụ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau trao giải nhất. Xuất phát từ những diễn tập này kia thì nó tốn kém. Một chiếc máy bay nó mua khoảng 15 triệu nên quyết định làm chiếc máy bay nó rẻ mà nó dễ sử dụng. Nó nhào lộn 360 độ như bỏ mìn hay là thăm lính thả dù. Có camera quan sát trên không. Nó huấn luyện theo các bài như đánh mịt, đánh địch đổ bộ, hay là đánh địch không đối không. Nhiều năm nay là đơn vị tổ chức huấn luyện, thì huấn luyện là trên cái sơ đồ, nghĩa là phải người học và phải là chủ tượng. Còn là năm 2018 thì huấn luyện về bay thì căn cứ theo cái mô hình của chú Khánh là sáng kiến, thì đơn vị huấn luyện đạt kết quả rất là tốt, trực quan, sinh động, làm cho cái người là học các đồng chí cũng dễ hiểu. Rồi ngoài cái huấn luyện thì báo với các đồng chí là năm 2018 thì cái mô hình bay là được là ban phòng không của tỉnh là tổ chức là bay để diễn tập cho các huyện như là diễn tập là chiến đấu của xã. Ngoài mô hình Su-27 vừa đoạt giải nhất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đã đầu tư kinh phí cho anh Đỗ Duy Khánh chế tạo hai mô hình Su-27 với kích cỡ lớn hơn và nhiều cải tiến hơn. Đồng thời, đầu tư cho anh chế tạo thiết bị bay theo mô hình máy bay B-52 của Mỹ, có mang theo lính nhảy dù, thả bom, gửi truyền đơn, phát loa tuyên truyền và thời gian bay trên bầu trời lâu hơn. Đây cũng là ba mô hình được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau tham gia cuộc thi mô hình sáng chế học cụ cấp quân khu dự kiến tổ chức vào cuối năm 2018.